Tu Mobile xin kính chào mọi người. Ngày hôm nay bên em có đi chọn máy và hôm nay bên em có 3 cây iPhone zin chưa đúng ốc, chưa bùng mở, zin nguyên bản hàng tự chọn để giới thiệu với mọi người. Đầu tiên thì em giới thiệu với mọi người một cây iPhone 11 Pro phiên bản quốc tế 256 GB. Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc. Em sẽ cố gắng quay rất là sát, rất là kỹ và rất là nét cho mọi người xem. mọi người có thể thấy là máy rất là đẹp xung quanh máy thì không hề có bị cấn móc không bị chầy chủ cũ dùng rất là giữ gìn mặt lưng của máy thì cũng rất là đẹp với ngoại hình như thế này thì rất là nhiều bền sẽ bán cho mọi người ở tình trạng là máy đẹp lay like như mọi người nhé lay new tức là máy đẹp như mới. Nhưng uh, Tu Mobile thì rất là ít khi dùng đến từ lay new. Đấy. Tại vì dù sao thì một cây máy đã qua sử dụng, đặc biệt là những cây máy zin chưa đúng ốc uh, như Tu Mobile uh, chọn về và giới thiệu cho mọi người thì uh, chắc chắn là ngoại hình cũng sẽ không thể đẹp được hoàn hảo như máy mới. Pin zin theo máy thì còn ở mức 86%. Cây máy này có mã số là 269T và mức giá bên em để cho mọi người là 8 triệu 600 000 Ở mức giá bên em báo là giá trọn gói mọi người nhé. Và tiếp theo là một cây iPhone SE 2020. Phiên bản quốc tế 128GB. Về ngoại hình thì mọi người có thể thấy là máy đẹp rất là xuất sắc. thường là ở những mẫu máy khác thì màu đỏ ít khi được nam giới chọn và sử dụng rất là ít khi được nam giới chọn và sử dụng nhưng em thấy đặc biệt ở dòng iPhone SE 2020 thì cái tỷ lệ các bác là nam giới chọn iPhone SE màu đỏ cao hơn khá là nhiều một cây iPhone SE 2020 màu đỏ nếu các bác dùng kết hợp với một cái ốp màu đen mà có hở một chút ở đằng phía lưng hoặc là một chút ở chỗ camera thì em thấy là rất là đẹp và viên pin zin theo máy của cây máy này còn ở mức 89% là một mức cũng khá là cao đối với dòng iPhone SE 2020 hàng zin chưa đúng ốc đến thời điểm hiện tại tức là mức pin của máy là mức pin chuẩn chứ chưa qua kích pin Cây máy này có mã số là 938T và mức giá bên em để cho mọi người là 4 triệu 200 nghìn và ở cuối video ngày hôm nay là một cây iPhone 14 Plus phiên bản quốc tế 128GB. À, về ngoại hình thì mọi người có thể thấy là máy đẹp rất là xuất sắc nhé. À, với ngoại hình như thế này thì uh, bên cũng chỉ đánh giá là 99% thôi mọi người nhé. Và mọi người lưu ý là không phải bên nào dùng cùng một từ ngữ giống nhau à, thì uh, ngoại hình cũng giống nhau. Ví dụ như hiện tại thì rất là nhiều bên nói là máy đẹp 99 nhưng mà rất là nhiều bên bán máy đẹp 99 thì nếu mà so với Tú Vân Mobile thì chỉ đạt tầm độ khoảng 97-96% thôi thì những máy như thế thì sẽ có gia nhập mà rẻ hơn khá là nhiều. Chưa kể đến là chất lượng máy không phải là hàng zin chưa đúng ốc nữa. Nên là giá nhập sẽ rẻ hơn cũng khá là nhiều mọi người nhé nhiều khi là mọi người tưởng là mua được với mức giá rẻ nhưng thực ra thì so với thứ nhất là chất lượng máy ngoại hình và chế độ bán hàng và bảo hành thì không hề rẻ một chút nào thậm chí là so với tu mobile còn đắt hơn khá là nhiều và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 87% cây máy này có mã số là 318T và mức giá bên em để cho mọi người là 15 triệu 800 nghìn. Để đặt mua máy, mọi người liên hệ với bên em qua 2 số hotline là 0818 463 888 hoặc 0763 911 666 mọi người nhé. Bên em có hai cơ sở ở Hà Nội, thứ nhất là ở số 40 Võ Thị 6 Hà Đông, thứ hai là ở Y Lỗ Cầm Yên Thạch Thất Hà Nội với khách hàng ở xa thì bên em có hình thức ship code khi nhận được máy thì mọi người được kiểm tra kỹ càng trước khi thanh toán và kể cả sau khi thanh toán thì mọi người vẫn có chọn viện một ngày để dùng thử nếu cảm thấy không ưng không thích thì có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền à, tức là mọi người mua rồi có thể trả lại không cần lý do gì cả mọi người nhé à, website của bên em là tuvanmobile com và với phương châm là hàng chọn giá thấp thì à, tuvanmobile chuyên chọn cho mọi người những cây iphone còn nguyên zin chưa động bất cứ một con ốc nào à, những cây máy như thế này hiện tại ở trên thị trường thì không có nhiều mọi người nhé và để nhập được thì ở bên em cũng phải mất công đi tìm đi chọn và nhập được thì cũng phải nhập với một mức giá cao hơn khá là nhiều so với những cây máy hàng dựng hàng sửa hoặc những cây máy chỉ đạt tình trạng mên zin màn zin mà hiện tại các thợ các shop à, thường đang bán cho mọi người dưới dạng máy zin ở trên thị trường À, những cây máy này thì khi sử dụng mọi người sẽ thấy là máy rất là chất lượng Camera đẹp, màn hình sáng đẹp, cảm ứng nhạy và tốc độ máy nhanh à, Về độ bền thì những cây máy này thì rất là bền mỏng nha, kể cả khi mọi người có lỡ tay đánh rơi Thì cái tỷ lệ lỗi, tỷ lệ vỡ của máy cũng thấp hơn hàng dựng hàng sửa Hoặc những cây máy chỉ đạt tình trạng menzin, manzin ở trên thị trường rất là nhiều Và về mức giá thì bên em cố gắng để cho mọi người với một mức giá rẻ nhất Hợp lý nhất có thể so với thứ nhất là chất lượng máy hàng tuyển chọn và thứ hai là so với một chế độ bán hàng và bảo hành rất là dài rất là tốt bên em thì bảo hành cho mọi người trong 12 tháng ngoài bảo hành về máy thì bên em còn bảo hành cho mọi người về pin Thì pin miễn phí 12 tháng nếu pin của mọi người xuống dưới 80% trong 12 tháng bên em có tặng cho mọi người một bộ phụ kiện chất lượng và miễn phí ship cho mọi người trên toàn quốc. Nếu mọi người không lấy sạc, không lấy phụ kiện hoặc mọi người muốn có một số tháng bảo hành thấp hơn để giảm giá thì bên em sẽ trừ trực tiếp trên giá bán cho mọi người. À, ngoài ra thì bên em có chính sách bao zin không zin tặng máy và bao cho mọi người cả dùng thử. Không ưng, không thích có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền. Về hai vấn đề là máy quốc tế và máy chính hãng thì Bên nam báo với mọi người hai vấn đề này chọn đời ở đây thì mọi người có thể thấy là camera ở trên một cây máy zin chưa đúng ốc thì trong vắt mọi người nhé không có bụi không có bạc gì cả tại vì những cây máy này thì chưa thể thay được camera tại vì máy chưa đúng ốc thì chưa thể thay thế sửa chữa được bất cứ cái gì cả chưa thể rửa camera và máy còn áp suất chống nước rất là tốt nên là nó cũng chống được bụi nữa mọi người nhé chính vì vậy nên là bụi cũng chưa vào được camera ở đây thì mọi người có thể thấy là máy chụp ảnh rất là đẹp mọi người nhé và độ sắc nét của ảnh rất là cao mọi người có thể thấy là khi chụp thì chữ rất là nhỏ nhưng phóng lên thì vẫn đọc rất là rõ mọi người nhé Mọi người có thể thấy là màn hình của máy thì sáng đẹp. Ở những cây máy zin chưa đúng ốc như thế này thì chưa thể thay màn hình, chưa thể ép cảm ứng và chưa thể ép kính mọi người nhé. Cảm ứng của máy thì rất là nhạy, tốc độ máy nhanh. Nói chung là những cây máy zin chưa đúng ốc như thế này thì nó sẽ giữ được tối đa những cái đặc điểm của một máy vừa mới được bán mới ra ở trên thị trường. Và những cây máy này thì Tuvon Mobile đều chọn cho mọi người những cây còn áp suất zin chống nước rất là tốt. Nên nó sẽ là một cái bảo hiểm khi mọi người có lỡ tay đánh rơi vào nước hoặc là mùa mưa này mọi người nhét trong túi và đi đường bị ướt mưa. Đến đây thì TuVon Mobile xin kết thúc video. Chân thành cảm ơn hàng ngàn khách hàng ở trên cả nước trong nhiều năm qua đã tin tưởng và đặt mua iPhone của TuVon Mobile. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.